trong đời. Đừng chọn ngồi cô nhân, hòng cô nhân vẫn trong hơn. Nhưng khi ai được mời nên chọn ngồi vào chỗ cuối, để khi chủ tới mời thì mới vinh dự ngồi trên. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu, luôn hy sinh dân thân phụng vụ quê mình, vì rằng ai tôn mình lên. Làm tiệc nên mời người nghèo khôn khó, chẳng có gì đáp đền tạo phúc lâu bền ngày sau. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu, luôn hy sinh dân thân phụng vụ quê mình, sống khiêm hạ thì mọi người yêu hơn kẻ sống vung bạc tiền ra. Khi đang mang quyền hành con càng phải từ khiêm tốn, thì mới được Chúa Trời nhìn tới vui lòng nhiều hơn. Xin cho con trọn đời biết sống khiêm nhu, luôn hy sinh